Zalo à? Zalo, xin chào, mến chào thầy các bác. Chào mừng các bác đã trở lại với kênh của em. Em xin mến chào tất cả các bác, tất cả các bác đã đăng ký kênh và tất cả những bác đã chưa đăng ký kênh của em. Nói chung là các bác xem qua rồi thì cũng cho xem một lượt like và đăng ký kênh nút màu đỏ. Hôm nay thì em cũng tranh thủ dọn lên cho các bác và bỏ xỉ cho một mấy nô cho anh trai Quảng Trị. Nói chung là hôm nay em lên đây có một nô này. Hàng cho anh trai ở Quảng Tiếp Quảng Trị cũng đặt một nô hàng Ruby này và có Sidawa và Ruby đời mới này. Hàng này thì nói chung là lòng từ 20 lòng từ 33 cho đến 34 các bác nhá. Hàng này thì sử dụng ra, nói chung là sử dụng trong vườn khá là ok. Hàng này thì nó cũng khá là chất lượng mà nhìn mẫu mã thì nó cũng khá là đẹp. Đấy, dòng này thì sử dụng rất là ổn định rồi. Với lại phụ tùng nó rất là nhiều các bác nhá, phụ tùng nó rất là nhiều cái dòng Ruby này. Và Sindagua này thì em bán cũng khá là nhiều rồi. Đấy, Sindagua thì nó tuy mẫu mã nó không được đẹp như Ruby nhưng mà nó được cái thì lòng nó dày này các bác. Vâng. Rồi tranh thủ báo cho các bác hàng em đi thì hôm nay em lại mới tranh thủ dọn, nói chung là cũng đóng và chuẩn bị đóng lên cho các bác nữa một nô Mitsu này. Đấy, hàng Mitsu. Mitsubishi có tên L20 này. Những cây này thì các bác sử dụng gia đình, nói chung là dùng vườn thì rất là ok các bác ạ. Dùng vườn để phát quanh quanh nhà ấy. Nói chung là nó cũng rất là khỏe, nó không thua kém gì những cái tên L26 đâu. Nói chung là cũng khá là ok các bác. Nó vừa tiết kiệm xăng mà rất là bền, dòng Mitsu. Đấy. Mẫu này cũng thế. Rất là đẹp. Hàng em dọn lên thì chuẩn bị em đóng lên rồi chuẩn bị sẽ gửi đi tiếp đấy. Rồi có cái TL23 rồi TL2 hôm nay thì có con có một em dọn lên thì tranh thủ có ít cưa nữa các bạn này, có cưa Estin 009 đấy. Còn mấy anh trai đặt cũng rất là nhiều, cũng rất là ok các bác nhé. Nói chung là cũng chẳng mấy bữa nữa là đến Tết rồi các bác thì cũng háo hức, nói chung là cũng tranh thủ rồi. Cuối năm ở bên em cũng thế, hàng cũng lên cũng đi rất là nhiều. Đây có con Mitsu này, các bác có thể nhìn cái bố côn này. Bố côn đẹp tuyệt vời luôn, nói chung là như mới luôn. Hàng Nhật mà nó đẹp đến mini các bác. Hàng này thì tí em sẽ lên hình cho các bác luôn. Cái này để em lên hình em bán cho các bác. Đấy. Cái này thì dùng bền lắm, bền cực kỳ, phát cước cực kỳ ok luôn nhé. Các bác có thể nhìn được, Mitsubishi. Hàng về thì số lượng cũng rất là, nói chung là hàng về vừa đi luôn cho các bác. Nói chung là các bác xem video của em, thấy những video của em thấy ok thì cũng đăng ký kênh và nói chung là comment góp ý cho em bên em nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Em tranh thủ quay để hàng về hàng đi và nói chung là để quảng cáo cho các bác. Đấy, những cái máy tốt nhất, chất lượng nhất, hàng ok nhất. Cảm ơn các bác đã tin tưởng bên em. Đấy. Mong các bác tương tác với bên em rất nhiều nhé các bác nhé. Thật sự là cảm ơn các bác rất là nhiều ạ. Vâng. Vâng, hàng em thì bỏ xỉ cho các bác là có nhu cầu thì cũng có thể liên hệ em qua số điện thoại là 0947594678 nhé. Video của em thì cũng quảng cáo sơ qua rồi, tối em sẽ tranh thủ lên hình mới cho các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin em xin chào tất cả các bác. Dạ.